Em Thùy xin kính chào tất cả các bác đang theo dõi video của nhà em. Hôm nay em có một số những cái mã hàng em cũng đã đánh mã và chia sẻ cho bác nhà mình. Tình hình rất là rẻ tiền thôi các bác ạ. Hôm nay em sẽ thanh lý nhá. Các bác mua hàng thì gọi điện giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Các cái mã quế thì em chia được 20 mã, 21 hình các bác nhá. 21 hình quế. Đấy. Đầu tiên thì em sẽ đi vào thanh lý, đấy là cái dòng giáng hương tam bảo sắc các bác ạ. Giáng hương tam bảo sắc hàng thì còn một ít thôi, một vài bó. Hàng này là hàng em bóc ở vườn ra các bác nhé. Những cái cây, những cái giò mà giá thể của nó bị mục thì em bóc ra. Ở này thì cái loại này thì ở dưới vườn nhà em là phun 100% bằng nước vôi trong các bác nhé. Nên là cái lá của nó hơi bị bạc màu thôi. Còn các bác nhà mình về tưới nước 1-2 lần là nó sẽ hết cái nước vôi trong thôi ạ. Vì ở dưới vườn nhà em là chăm sóc thuần tự nhiên. Đây em lau qua một cái là các bác nhà mình thấy lá rất là bóng. Hàng tam bảo sắc này thì là 100% không có cây gãy ngọn cả nhà mình nhá. Và khi các bác trồng thì nó sẽ không xuống lá. Đấy, và mùa này thì nó cũng đang chuẩn bị cho ra hoa hoặc là đã nhú cái vòi hoa ở những cái kẽ lá rồi. Hôm nay thì em sẽ lên thanh lý cho nhà mình với giá là 180.000 cho hai bó. Bình thường thì em bán là 150 đến 180 nghìn một bó, nhưng hôm nay em sẽ thanh lý luôn cho bác nào nhanh tay siêu tầm được với giá là 180 nghìn cho hai bó như thế này. Đây ạ. À, đây cả nhà nhá. 180 nghìn là các bác sẽ được hai bó như thế này. Cái này thì nếu mà bán theo hai bó như thế này thì em tùy chỉ còn được 3 đơn cho các bác siêu tầm thôi ạ. Đây rất là đều nhau cả nhà nhá. Các bác đảm bảo là nhà mình sẽ ghép được một cái giò rất là to luôn ạ. Đó, ok chưa ạ? 180.000 cho hai bó. Đã cắt tỉa gọn gàng cho mình rồi. Tiếp theo bên này là em sẽ sang, đấy là quế trắng tháng 8 thì em cũng thanh lý luôn các bác nhé. Quế trắng thì hôm nay là sẽ một phần như thế này thì sẽ là 280. Đơn này thì các bác được là 24. Chung quy là cây nó rất là đẹp các bác nhé. Cả nhà mình lấy đơn số 1 quế trắng với giá là 280 ạ. Hôm nay thì có một mình em quay video thôi nên là không có đếm được từng cây cho các bác nhà mình. Đấy, bác nào mà quan tâm thì nhà mình có thể là gọi điện Zalo nhé. Đơn số 1, 280. Hôm nay em thanh lý rồi nên là em sẽ không bao gồm tiền phí vận chuyển các bác ạ. Đơn số 1 là 280. Đơn số 2, đơn này thì cây nó rất là to luôn cả nhà ơi. Cây to cho em nhé. Các bác được một cây này. Tổng cả là được 4 cây to đều nhau, 280.000 luôn đơn số 2 ạ. 280.000 đơn số 2. Đơn số 3 là một cái đơn hàng xếp rụt các bác ạ. Rất là nhiều cây luôn nhé cả nhà nhé. Đây hàng xếp rụt cho em này. Đơn số 3 với giá là 300.000. Đơn số 3 300.000. Đơn số 4 280. Các bác được là 2, 4 và 5 hay là 6 ngọn gì đấy các bác ạ. Đơn số 4 280.000. Đơn số 5 280 luôn ạ. 3 cây này là 3 cây cong cong các bác nhé. Rất là dài đấy ạ. Hàng ở trên rừng thì cũng có những con nó kiểu như là bị bẩn bẩn các bác nhé. Các bác về nhà các bác lau cho em là nó sạch tinh luôn đấy ạ. Trên rừng thì đôi khi là nó hay bị rêu bám vào các bác nhé. Đơn số 5 ạ, với giá là 280.000 luôn. Cả nhà thanh lý luôn, giá quá là rẻ luôn các bác ạ. Đơn số 6 nguyên cả một cái đơn, hai đơn xanh cốm. Hai đơn xanh cốm như thế này, lá bản lá cực kỳ là to và bóng luôn. Hai rề xanh cốm thanh lý luôn 350.000. Ok chưa ạ? Các bác nhận hàng về hôm nay thì quá là ưng luôn. Giá rẻ các bác ạ. Số 6 350. Số 7 là 300.000. Đây ạ, hàng này toàn là cái hàng xếp rụt, hôm nay là không có loại lướt đâu các bác nhá. Đơn số 7 ạ là 300.000. Ba ngọn cũng rất là to luôn các bác nhá. Đơn số 8 280.000 ạ. Một đống luôn. Hầu như là hôm nay em chia ra những cái mã như thế này là đều đáp ứng cho mình là ghép đủ một giò luôn các bác nhé. Đơn số 8 ạ, 280. Đơn số 9, 300.000. Đây, quế trắng tháng 8, đây lá rất là to luôn. Đơn số 9, 300.000. Đây cho mình xem nhá, rất là đẹp luôn. Hôm nay thì một mình em cầm máy em quay, em không có đếm được từng cây cho các bác nhà mình. Nhưng mà đảm bảo là hàng nó đẹp các bác nhé. Đơn số 9 là 300.000. Đơn số 10 cũng là 300.000 luôn cho em. Hàng là cây xếp rụt cả nhà mình nhá. Hàng là cây xếp rụt cho em này. Đó, bác nào sưu tầm thì chốt cho em 1-2 mã nhá.
đơn số 10 với giá là 300.000. Hôm nay thì em xả hàng rồi nên là bác nào mà lấy một mã thì em không bao cước nhá. Còn bác nào mà lấy từ hai mã là em sẽ bao cước cho chị mình. Đơn số 10 300.000. Đơn số 11 em có mấy mã thanh lý các bác này. Đơn số 11 nhá, 300.000 thôi ạ. Những cái hàng này thì thật ra là cây của nó lá nó có một xếp rụt so với những hình còn lại. Các bác xem một qua màn hình thì nhà mình cũng biết nhá. Đơn số 11, một đống như thế này là cây của nó khá là to. Đấy các bác về ghép được một cái trụ cực kỳ là xinh luôn. Đơn số 11 là 300.000. Lưu ý các bác mua hàng thì gọi điện trực tiếp cho em nhé. Các bác đừng có để số điện thoại ở dưới cái phần bình luận các bác nhé. Gọi điện thoại trực tiếp cho em. Đơn số 11 300.000. To đùng luôn các bác ơi, siêu to nhá. Hàng này thì gửi đến tay gần nhà mình thì nó hơi bị mất nước đấy các bác nhá. Các bác về ngâm cho em vào B1. Đấy, các bác ngâm tầm khoảng là 30 phút đến 1 tiếng rồi nhà mình mới tiến hành để ráo rồi ghép ạ. Đơn số 12 280.000 thôi ạ. 280.000 đơn số 12. Đơn số 13 là 250.000 thôi ạ. Như cái đống này thì nó phải rơi vào tầm khoảng độ 25 đến 30 con các bác ạ. Đến 30 cây đấy ạ. Đơn số 13 250. Đấy. Đơn số 14 cũng là 250 luôn, cũng cây nhỏ nhỏ các bác, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng có cả là cây to nữa đấy ạ. Đơn số 14 250.000 ạ. Em sang mã 15, 15 là 280 cây, cũng rất là đẹp các bác nhá. Hôm nay em quay video là trời nó hơi tối mất rồi, cây to đẹp. 15, 280.000. Mã 16 là một cái mã cây xanh cốm, rất là đẹp luôn, hầu như là cây từ dưới lên trên nó đều xanh mướt mượt mượt luôn cho em như thế này các bác nhá. Đơn số 16, 290.000, xanh cốm. Có một mã duy nhất thôi các bác ạ. Đơn số 17 cũng là lá xếp thụt luôn cho em nhé. 250.000 đơn số 17 ạ. Dưới này có một con lá nhăn đấy các bác này. Có một con lá nhăn. Đơn số 10 số 17 250.000. Số 18 đơn rất là to luôn các bác nhé. 2, 4, 5 cây to. 5 cây to như thế này em để cho có 300.000 thôi các bác ạ. 300.000. Hôm nay phải nói là thanh lý quá là rẻ. Các bác tranh thủ mua cho em 1 đến 2 mã nhá. Mua 1 mã thì em không bao cước, còn mua 2 mã thì em bao cước cho mình. Đơn số 18 300.000. Đơn số 19 290.000. Lá siêu to khủng long luôn cả nhà. Lá siêu to. Đây cây rất là đẹp nha các bác nhá. Cây rất là đẹp luôn. Đơn số 19, 290.000. Đơn số 20 của em đây là có một hai dề to lắm các bác ạ. Đây này, một dề này, một dề phải nói là siêu to luôn. Và một cái dề này nữa. Đó, rất là to luôn cả nhà nhá. Lá cây này, dề này thì đang còn xanh tươi luôn cho em ạ. Đơn số 20 với giá là 300.000. Đơn số 21, 320.000. Quá là rẻ luôn cả nhà ơi, đúng là thanh lý gọi là cái giá đi mua cũng chưa được bằng cái giá thanh lý đâu các bác ạ. Đơn số 21 320.000 nguyên đống luôn mà nó là cái trao tăng 8 nữa cả nhà nhá. Tiếp theo bên này em còn một ít những cái hạc vĩ này thì là hạc vĩ của Lai Châu. Em còn được một ít thôi, chắc là tầm khoảng là 3 4 cân gì đấy. Thanh lý cho nhà mình với giá là 2.20 trên 1 kg, bác nào lấy từ 2 cân. Em sẽ bao cước cho nhà mình các bác nhá. Lấy từ 2 cân là sẽ bao cước cho cả nhà mình. Hạc vĩ Lai Châu thì nó rất là nhiều hoa. Đấy. Phiên chiều hôm nay thì em lên được một số cái mã hàng ở trên video. Các bác ưng mã nào thì mình có thể là gọi trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ.